Đó, bỏ. Bỏ 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 nó quấn cái cây không được hả? Bỏ quấn thử coi. Quấn được mà, thử coi. Còn không được, bỏ bao. Ok, ok. Được không? Được. Được mà. Bảy cái rưỡi. Bảy cái rưỡi à? Bảy cái rưỡi à? Bảy rưỡi. Đâu giờ làm luôn đi. Ừ. Rồi rồi. Rồi. Giờ làm luôn coi. Sao mà để mà? Nó chết nè, nó chết nó tọt cái càng chết quay chết. Biết. Luôn nè. Nó chết nó uổng rơi luôn á. Mà sao mà lúc mà nó chết sao mà nó lại nó đâu có thấy hả sao? Thấy rồi mới chết. Móc á, đang móc cái máy móc chứ á. Móc biết. Móc đường kinh á. Nhưng mà trong khi đó là nó chết là đủ để cho nó sống chứ sao chết ở đâu. Nó chủ yếu là chết rồi, chết để mà ráng nó bắt mà nó thấy nó sợ quá đi. Ừ. Nó thấy nó sợ quá rồi nó mới chết vậy á. Làm giờ làm cái nào? Hả? Lột đâu? Lột đây luôn đi. Ừ, thì lột đây để con sáng con quay dễ hơn. À. Mình xin chào các bạn, hôm nay đến kênh Ngọc Vũ Vlog các bạn. Bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm con trăng nè. Con trăng này 7kg. Mình sẽ làm nó mình nấu cháo các bạn. Tại vì lúc mà mình mua lại á là nó đã chết rồi. Người ta đi mốc đất á, người ta bắt được. Nhưng mà người ta làm nó chết rồi, mình tính là mình mua lại để mình đi đem phóng sanh thôi. Nhưng mà không ngờ á, người ta chết mấy đầu rồi. Giờ nó chết rồi nên giờ mình làm clip luôn. Đó, mình làm nấu cháo luôn bạn ơi. Từ nào giờ mình chưa ăn thịt trăng như thế nào á, bữa nay mình ăn lần đầu. Ơi, đây là cậu hai, mình sẽ nhờ cậu hai làm thôi chứ mình chưa biết, mình từ nào mình không làm nha. Ơi, cậu hai làm đi cậu hai. Nhờ cậu mình làm thôi chứ mình không biết làm gì đâu. Bây giờ lột da hả? Ủa sao không ra rạch đường bụng mình lột à cậu? Rạch sơ đường bụng mình lột gãy dễ hơn á. Đúng rồi. Rạch đường bụng mình làm. Nó phải đứt một khúc. Rồi rồi. Nắm cái sợi kẽm á. Đó. Đó. Ủa, phải không? Đó lắm. Phải cắt rồi. Cắt. Chứ không cắt là không được rồi. Đó. Để cắt trước rồi lột sao ha? Đúng rồi, cắt lên lột tới đâu cái cắt tới đó. Không, để cắt thẳng bên này luôn cho. Rồi lột cắt nữa. Cắt luôn đi. Không, lột nó, mày lột cho thịt nó đi theo. Còn mà cắt vậy là nó dắt thịt lại phải không? Không, không biết. Ừ, nó nắm kính. Ôi ôi. À, cũng là khó khăn thiệt chứ. Không phải, đâu phải dễ hả? Nè, thịt nó dính thịt theo nó đi theo đó không? Dính thịt phải ha. Dính thịt theo nó mới khó đó. Nó chả cái đường nó lên đó ở gì vậy? Nó lố rồi, nó còn nó sao đó. Rồi nắm này. Vô đó lá này nó nhẹ, không có gì đâu. Dở quá nó hả? Nắm cái cũng kẹp con nắm đi được mà. Ừ. Ở đây không được. Mày nắm được không? Được. Rồi nắm được thì tao kéo. Ừ, kéo đi. Nắm. Rồi, cắt. Nó dưới này. Thank you.
hai thầy trò à, học là buổi trời rồi cũng lột da xong rồi bạn ơi, cũng lột da nó khó quá và cái da đó mình giữ lại đó. Giờ cái mỡ mình giữ lại luôn ha. Còn này khoảng 2 mấy các bạn bỏ lại không, chồng bắt 3-4 con về chứ rồi. Đúng là thời hồi xưa mà phải không? Xưa là đốt, mà đốt nghệ chừng đó là nó động tranh là mày bắt. À. Hai bà con nào cũng lấy đủ cỡ này lớn là hơn không đúng không? Ừ. Giờ mà thấy cỡ này là thấy là hết hồn rồi chứ hồi đó là... cỡ này là chỉ nhỏ phải không? Nhỏ. Giờ lấy mỡ ruột ra hả cậu? Mỡ ruột ra. Dạ. Có về phải thắng đó nha. Dạ đúng rồi, thắng. Dạ, thắng mở lại, thắng mở bỏ, lấy mở bỏ tủ lạnh. Giờ làm mình làm tới phần ruột các bạn. Quá trời ruột ha. Phần. Trời ơi, con này mấy người ăn mới hết nổi trời. Rồi. Ừ. Con này mấy cỡ khoảng mấy người mới ăn không hết nổi con này. Phải không? Đã là luôn á. Này giờ chặt khúc ra cái nấu cháo hả cậu? Ừ. À. Đó. Giờ mình này là mình lấy lại khúc xương sống của nó rồi bạn ơi. Lấy lại để làm thuốc đó. Mà xương sống trăng mình phải lấy sống vậy nè, nó mới tốt. Được không cậu? Phan rồi. Trời. Này mình lấy lại khúc xương sống để mình làm thuốc nữa bạn. Rồi, đúng rồi. Mình đem ra ngoài con phơi luôn. Rồi, để đây. Rồi, cứ để. Chờ lên, ờ đúng rồi. Ra cái con móc lên cái uống cái cọng sắt, cái cọng kẽm xuống cái nó nằm lơ lửng khô. Rồi. Da của nó mình lấy mình đem phơi ngoài các bạn ơi. Đó, này da trăng này ha. Đó, dưới khúc xương sống nó đem ra phơi. Mình chưa biết phơi để làm gì nữa. Có cái da nè, nhưng mà kệ phơi luôn đi. Ôi, quá trời quá thịt luôn á cậu. Ừ. Ờ đóng thịt luôn. Đỡ ghê. Này tao tống vô cháu hết thôi. Ừ, nấu hết nhậu như nhậu cái là mốt cho người ăn miếng. Rồi, ăn cho biết ha. Đúng rồi. Mốt về ăn, nhà ăn cho biết thịt tăng với người ta. Đúng rồi. Cái thịt nó cũng như thịt gà thôi. Đúng rồi. Để sống bên đời mà không ăn rồi tới gần chết chứ ông phủ cái ông Diêm Vương cũng hỏi trên sống là có ăn chưa? Ăn rồi. Ừ. Tôi không cho ăn đâu, nó bắt đi đầu thai thành chó à. Tại thành chó mới ăn nhiều được phải không? Quá trời ơi. Cậu cho con bỏ này con hai khứa đi. Dạ. À, chứ vậy là làm gì? Bỏ lạnh để dành nhiều khi. Đúng, bỏ khứa đi. Bốn khứa. Dạ dạ. Nhiều khi có khách được mình đem ra mình khè với người ta. Đúng rồi. Hỏi khách tới nhà hỏi mày ăn thịt tăng không hả? Xỉu luôn. Chết à.
Giờ nấu ngoài đúng không? Nấu đó. Đúng rồi. Bắt lên phải khách củi vô chút rồi đổ xong phim. Dây mới là đúng bài nè, phải không? Rồi, đây là phần lòng nữa bạn. Rồi, giờ nước sôi rồi mình đem mình bỏ vô ha. Đó. Ông cậu bỏ vô nè. Quá trời hoành tráng luôn. Mình giờ nói chung là mình nấu y dạng như là nấu cháo cày vậy các bạn. Đó. Đó. Ôi ôi. Thơm luôn hả? Này rất chắc gọi cả làng lại ăn chứ ăn gì hết cậu hay. Ừ, quá trời rồi, quá trời rồi kìa. Hôm nhỏ lớn giờ cũng chưa ăn á. Ấy thịt gà. Ừ, chưa ăn. So với thịt rừng là nó cũng như thịt gà chứ còn nó không có bằng thịt rừng. Dạ, không bằng. Không. Đó nó căng hơn. Ừ. Rồi giờ có bỏ vào cái hả? Ngại không? Chưa hả? Tàu nó bồng lên. Dạ. Đó, săn cứng thịt rồi nó bồng lên rồi bỏ ngại vô. Rồi. Đây mình nấu kiểu dân dã nè các bạn, thấy không? Lò gác gạch lên cho nấu à. Thôi. Đó. Mình có ấy, mình khỏi bỏ nó bột đi cậu. Đó, mình giờ mình nấu y dạng nấu cày vậy bạn, thấy không? Đủ đủ non bỏ vô nè. Nãy giờ dắt đâu đây nắp được đâu cậu. Nãy giờ không đây nắp được đâu. Đậy nắp trào nữa ha. Đậy nắp trào. Ôi giờ chín rồi bạn ơi, giờ mình vớt ra nè. Đó, bộ lòng ra vớt trước hả? Trời ơi, bộ lòng nhìn ngon không? Đó giống khăn lông quá. Một nồi chà bá nữa. Hoành tráng luôn. Ủa nó có trứng giấy không cậu? Không hả? Trắng không có hả? Không. Phải trăng. Nó đâu có trứng giấy. Thịt để đây hả? Ừ. Rồi. Để lại con chút. Rồi xíu này. Đó giờ mình vô bớt. Để nguội cái bớt không? Để mình rửa lại cái ha. Chế nước rửa rồi cái okay. Rồi bây giờ thịt trong nồi cháo mình đã chín hết rồi bạn ơi, mình vớt rồi hết nè. Đó, bình tảng không? Rồi. Cứ mình vớt mình bỏ vô nước lạnh nữa bạn, rửa ba cái nhớt đó ra cho nó ngon. Cái nhựa gạo dạ, cái nhựa. Quá hoành tráng. Mở bạn ơi, nguyên một nồi vậy mà có hai cậu cháu à, làm sao ăn cho hết. Đúng rồi. Bạn vậy thấy không? Thấy chứ hả? Thấy. Bình thường thấy hết hả? Trời ơi. Cháo này là mình chưa nêm nha các bạn. Xíu nữa mình mới nêm nó. Coi cái cày đuôi nha. Cày đuôi ngon ơi. Rồi thịt xong ha. Hết chưa? Hết chưa? Còn nữa hả? Ừ, nhiều dữ ha. Còn gì đó phổi. Rồi bưng vô tông đây. Đây là cái chỗ mình xử lý nè.
rửa lại nước nữa hả? Quá hoành tráng. Thịt nó dai không cậu? Ngon lắm. Thịt nó đi thịt người gà chứ. Đúng không? Thật ngon dễ hả? Rắn thì ăn hoài, con này thì đâu phải dễ có để mà ăn đâu, phải không? Đó. Rồi hoành tráng không? Đây là cái chỗ mình với cậu hai mình sẽ ngồi và mình xử lý nó các bạn ơi. Mắm thấm rồi luôn các bạn. Đó, mình ăn vậy đủ rồi, đủ luôn. Hải nào? Hải tấm rứa á. Chạy vô nói trời anh tụi bắt được trăng bự lắm kìa. Mà anh kêu cũng bán. Cái mới chạy ra thấy lụm luôn. Con cứ tưởng nó còn sống đem đi phóng sanh đồ, cuối cùng mình chết. Giờ mình phóng phóng xuống tới âm phủ luôn. Có phóng này phóng ngựa. Cho nó lên ngựa. Hoành tráng luôn các bạn. Bây giờ mình đã xong hết các bạn ơi. Có hai thằng á. Được thì thầy. Hai cái ăn hết. Dạ. Thì thầy cũng đang không được. Đó. Và bạn thấy không? Hoành tráng không bạn? Nó đã. Thử cái. Nó quay ra. Cứng nào. Dày quá. Cứng thêm vô. Thật nó dai. Không phải chín rồi mà thịt nó dai thôi. Đúng vậy. Thịt nó. Phải không? Dai cũng ngọt chứ. Cái hồ điện cái. Dạ. Rồi mời mấy bạn. Rồi. Rồi vô. Mời các bạn ha. Thưởng thức thịt tăng với mình ha. Đã. Cái này. Nè. Dạ. Nó thấm. Có miếng rau nè. Rau răm đó bạn. Rau răm mình bỏ ra bên, đúng không? Này là lá giang. Ở củ chi mình lá giang nhiều lắm các bạn ơi. Đây mình nó ăn cái mình ra một kèo ra trước rầu mình hái nha. Nó vô quá ăn nè. Nó dài quá rồi. Còn dài quá. Cắn cho vô cái nước ngọt. Màu dài quá. Tự đụng nó mềm nó đâu ngon đâu. Nó ăn mà còn giòn chứ mà nó mềm hơn. Đâu phải cái vị của nó được. Cũng nguyên cái không phải đỏ. Thôi, video mình đến đây kết thúc các bạn. Thôi, chào tạm biệt các bạn. Thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Chào. Chưa xong rồi tao bỏ thêm này vô.